Kính thưa quý vị thân mến, vào buổi chiều 1:30 cùng với chúng tôi cũng có dịp vào cây cầu. Kính thưa quý vị, cây cầu Phạm Bình Tây ở Hiệp Sương, mình vô đây mình xem coi công trình mình đang thi công đến đâu. Kính thưa quý vị, anh Lý đội thi công, anh mới qua tới anh Lý. Ủa vậy sao? Qua đặng chạy nước cây đà nước nè chú ơi, tháng 7 nữa nước nhiều quá. Chạy nước gặp bão quá dữ rồi. Chạy nước gặp bão hả? Tinh thần gắng cố gắng chứ sao rồi. Đêm nay là thức làm đêm nữa. Gì đó hả? Thức làm đêm nữa. Quay cái này nước ngoài ta thấy mình không? Thấy. Như vậy là chơi mới ngon đó. Thấy hết. Anh Lý ơi, cái đầu cái mang cá, cái đầu mang cá bên đây gì sao anh Ký? Đầu cầu này sao anh Ký? Dạ. Đào móng rồi, đổ tường móng lên chú ơi. Dạ. Yeah. Cũng phải làm giống như bển chứ coi mới được chứ phải không? Dạ, nâng cao lên. Nâng luôn. Từ đây mà bắn xéo vô tới cái máy đồng hồ thôi đó. Bộ mình đi xéo ngược rồi hả? Đi nghịch lên qua đó hả? Đánh lại đó rồi bóc cái cua ngoài này. À. Này tốn dữ lắm. Vậy đó hả? Đúng thì phải làm để cho bà con có đi cho nó tiện thế sao được. Một phần tốn kinh phí mà một phần cũng là nhân lực cũng phải hơi mệt mỏi. Được chưa đó, được chưa? Đại ca. Dạ. Rồi, kính thưa anh Lý đội trưởng đội xây dựng cầu. Hai kinh thưa quý vị, phía bên kia cũng đã đóng cọc xong. Sao tình hình mình không làm mấy bên bển xong rồi mấy cái đà nước ở dưới sao mình không làm mà tranh thủ ở dưới đó? Cưng. Mới đóng cọc xong à. Lý do là mới đóng cọc. Mới đóng xong hen. Dạ. Thành ra mình chưa có làm. Dạ. Rồi hẹn kính thưa quý vị, công trình cũng đang tiến triển cũng khá tốt quý vị. Ở đây là cái đường băng cá cầu. Chú ở đâu? Ông ở đây, người địa phương. Chú ở đây nè, ở nè. Dạ, người địa phương. Anh tên gì quên rồi? Chú. Hả? Trốn. Trốn. Anh trốn. Làm miếng cái nào? Trốn là có tôi. Trốn là có tôi. Thôi kính thưa gì anh em đang buộc sắt làm khung ở đằng kia. Thôi mình đến đó là mình xem được tình hình ra sao. Ôi, chào anh Bảy. Anh Bảy kết chúng tôi cũng đang tham gia, đang cột cái này là cái gì anh Bảy? Cái này cái gối của cái mố trong trong bờ. Dạ. Để kêu người ta
này là cái gói của cái đường mố nè, vận chuyển là lên đây lên đây ngoài. Anh ba đưa mình bữa nay đâu rồi? Ba đưa đi massage rồi, hay quải rồi đi mà chạy điện rồi. Dạ. Yeah. Ảnh điện ảnh anh nói bây giờ chờ đội thi công qua đặng mà làm cái phía dưới là nước á, bên kia đó. Nói đội thi công chưa qua, sao qua tới đây gặp đội thi công đây mà chưa qua vậy? Đội bắn kia. Đội bắn kia riêng nữa hả? Đội bắn đầu trụ. Dạ hả? Bắn cọc. Dạ, đội bắn đó riêng nữa hả? Bắn riêng. Chưa. Như là tình hình đó, mình thay cái cây đó thấy em không? Em, rồi, ngon rồi. Thấy cũng em chứ không có gì hả? Em. Sao chứ thấy anh không chắc mình của mình nữa? Hả? Không có chắc mình của mình. Cây thì nó không chắc như bây giờ. Mình chấp lên nó cũng 30 vậy thôi, cũng chất lượng 90 vậy được rồi. À. Nó cũng 30 nhưng mà sắt ở trong thì nó nhỏ. Dạ. Yeah. 16 mình làm được. Máy ảnh chở vô bằng cái gì vậy? Không, cái đó là cái dưới phà có sẵn. Có sẵn luôn hả? Xà lan của ảnh cái xe cua có sẵn. Ờ à, gì hả? Đó mình mất cả tiền không có. Khỏi. Khỏi hả? Đi cho đậu đi cho khỏi vậy. Làm đó. Anh Lý ơi, anh Lý, ông này kêu nè, mời ăn bún gì kìa anh Lý. Dạ, con cảm ơn. Ăn bánh bún bánh tầm gì kìa. Ông hả? Đây là ăn ngon nghỉ à? Đó ăn luôn hả? Đó ăn nữa. Rồi ở dưới cái này tới chuyện rồi. Một phút chơi lệnh thôi. Vậy đó ai biết. Thì tiền theo em mà cục nồi mà. Cái thứ nhất là điều kiện nãy tôi nói. Cái thứ hai nữa nó tích xúc. Bạn biết không? Cái cục nồi là phải đầy đủ nhân lực. Đổ hồ xuống dưới đó là trực tiếp. Đúng rồi. Là cực dữ dằn lắm. À xuống anh ạ. À. Một lớp mà đổ phải cho nó gọn vô trong đó, một lớp đó là phải dở cái ống lên xuống. Cắt đi rồi con lên, con bẻ cái rồi để vô bụng. Cho xong đó rồi nước cạn xíu rồi xuống xong luôn á. Gì đó hả? Dạ. Xuống xong. À, cái thưa gì cần cẩu đang cẩu mấy thanh sắt đang cẩu đã làm rồi bộ phận cẩu sẽ về. À, giờ đây thì chúng tôi đang biết là các anh em làm cầu thì đang ăn trưa rồi cái gì đây. À, trời thì vô bão chuyển mưa hoài, làm cũng hơi trở ngại khó khăn. À, cái thứ gì công trình thì chắc là phải tiếp tục. À, nghe anh Lý nói là cái thứ gì anh Lý nói là đội bắn cọc. Đúng ra là đội thi công mình làm vẫn được, nhưng mà anh nói là làm rất cũng mệt nên đã mướn đội bắn cọc riêng. À, tối nay sẽ bắn vào ban đêm. À, 8 cái trụ cọc ở phía dưới đó đâu có gì, tối nay là sẽ làm ban đêm, nước ròng nhiều thì bắn. À, để bắt đầu ngày mai là bắt đầu ráp vô đặng mà mình sẽ đổ cái đàn nước tiếp theo ở phía đó cái gì. Khi mà tối nay thì nếu 8 cây trời trụ đó thì đội bắn cọc rất là giỏi nè, mới làm xong nha quý vị. Chiều nay thì đội thi công ở tại đây thì sẽ làm cái hệ thống giống như là nẹp dán này kia nọ lên cho bà con đội thi công bắn cọc bắn cái đầu trụ đó, điện đi tới đi lui đang bắn được mới được. Có nghĩa mình sẽ lại ráp một cái dàn phía dưới đó, nằm phía dưới nước quý vị, rất là cực khổ. À, nhưng mà cũng phải quyết tâm làm quý vị. À, công trình đã tới đây rồi, mình không thể ngừng được mà mình phải cố gắng làm, chỉ còn một cái đà nước đó là khó khăn thôi. À, nhưng mà sẽ cố gắng làm cả ban đêm. À, kính thưa quý vị. À, kính thưa quý vị, trời chuyển mưa quá. À, chúng tôi chắc có lẽ cũng phải về
để kinh thủ như thế nào đây? Rồi, kinh thủ cái gì? Làm rút đặng mà đêm mơi đổ ra. Đêm mơi đổ đó, đổ bằng ngày cũng được, ngày quá. Nghe nói là làm ban đêm mà ông mấy ông có lại hỗ trợ không? Ở chứ. Không. Ông không phải dễ con ra nó coi gì tạ. Có hôm nay là mấy con nghỉ chơi rồi. Bởi vậy phải đội thi công người ta bắn cọc nhưng mà ở trên mình phải hô hào lên chứ. Đội đúng, đúng rồi. Còn cái tới kia mà anh em mà làm từ từ điện á. Rồi. Là mình phải được trực tiếp với chuẩn bị có bóng đèn rồi chứ. Dùng chút tinh thần rồi chứ. Bởi vậy về lánh tanh sao được. Gì đâu mà ông đã tới đây chờ lát giờ nó quất được chạm kẹp. Ta ngủ được. Đây, kính thưa quý vị, các anh em đang uống nước nghỉ xả hơi một chút. Kế hoạch anh nói sao ban đêm chiều nay á là sao? Coi như chiều nay là cái đội mà đâu mà bắn đầu cọc đó là phải là bắn sao sáng đêm cho cái làn nước cho xong xuôi là sáng là mà bô đang đổ đó chứ bởi ngày nước ngập. Gì đó hả? Nhờ nước ban đêm kém mới thấy đường bắn được, giật xuống khoảng chừng 4-5 tấc bắn mới được. Ăn chưa là mau. Đêm mai là đổ. Ừ. Đêm mai mình đổ ban đêm luôn hả? Đêm luôn. Chứ ban ngày nước lên ghê quá. Mới là 29 rồi ta ơi. Mà 29 rồi nè, căng lắm rồi nghe. Có gì ông thấy làm khích nút luôn, làm cái bàn rượu nước được dữ dằn lắm, làm tranh thủ mà. Đổ cái đó rồi cái mới quẩn quẩn lên nó mới nhẹ thở. Mới làm đêm luôn đó nghe. Làm nha tôi ra chứ. Ra đủ ra dễ rồi, dễ rồi, cái tay rồi. Dễ rồi. Còn nữ tướng cờ đào này nói sao chiều nay lậu nước hả? Chiều dạ. Nay lậu nước đúng rồi, bắt đầu bắt vàng cho nên em ta bắn. Bắt vàng cho nên em ta bắn. Thở mà nếu mà không có nữ tướng cờ đào này là làm không được hả? Được, đúng rồi, không có vàng là bắn. Ủa gì sao? Mấy ông là tự động làm không được hả? Không được. Mấy người này chỉ huy mới được hả? Thở nữa. Mà dữ dội ta. Nữ tướng cờ đào. Bởi vì thì bởi vì nhiều cái nếu mà không chuyên môn mà dầu mình có giỏi cách mấy mình cũng ngô phải không? Cái gì chuyên môn là cái gì phải có chuyên môn mới được. À, cái đồ gì nữ tướng cờ đào này tên là gì quá trời? Thủy. À, đi làm từ thiện mà mang xôi gây ghê quá gì? Bị tỉ rồi em. Cái thưa quý vị, các anh em đang làm một cái khung mới. Hãy làm hết một cái khung rồi quý vị, đã xong giờ ăn xong rồi bắt đầu mình làm tiếp tục công chuyện cũng lây gai làm tới hoài. Rồi, kính thưa quý vị, cái màn cá này bên đây thì nó dài qua tới đây không gì, còn mà cá bên kia thì nó gặp cái đầu cầu rồi, thành ra có thể là đầu tư công sẽ chuyển chuyển đi xuôi theo mấy kinh. Các anh em mình làm cũng rất là tích cực quý vị. Ủa chỗ này sao nó có cái chắc có lẽ là ngày xưa đổ cái này đó hả? Đi đá có xúc rồi chú ơi. Rồi. Có hai mấy gà này làm cái này la dai mới nổi. Làm cái một không có nổi. Rồi. Hôm nay Dũng nhiêu tuổi ta? Đang 59 nè. Không. 59 tuổi. Nhắm đây nè. Có nhắm mật rồi chú ạ. Nó hơi găm vô đường quá ạ. Bởi vậy. Đừng lo. Để đường nó chặt quá chứ. Rồi. Rồi sao mình bắt ra ngoài không được hả? Hả? Không có nhắm ngay kìa. Cái con cá mà. Không có bắt đâu. Mày cái tour gì hai cái khung này là nằm dịch bển nhau cái gì là mình vào bển rồi chút xíu nữa chắc nhờ cái thằng cẩu giùm qua bển. Tối có rồi. Có rồi. Quay nhiều đi thằng tối coi nha. Quay có giống nhiều đi.
nhớ vô cầu Bình Tây ha. Vô cầu Bình Tây Phật giáo Hậu Chư Tắc cầu Bình Tây là có à. À, các anh em đang khép học rồi, khép học để mình đổ bê tông vô nha quý vị. Kính thưa quý vị, vào buổi chiều nay, vào ngày 28 tháng 7 2022 âm lịch, chúng tôi có đến cầu Bình Tây quay một đoạn ngắn để xem công trình thi công đã đến đâu. Giờ đây thì chúng tôi xin tạm dừng buổi phim này, xin hẹn quý vị vào một ngày khác. Chúc quý vị được bình an và hạnh phúc. Kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật.